Anh Luân xin kính chào quý khách. Lúc này đang là 18 tháng 12 năm 2018. Chúng tôi đang rất vinh dự được đón tiếp hai chú khách hàng đến từ Hải Dương và ký nhận một chiếc tủ áo 3 bộ 4 cánh bằng gỗ gụ. Hàng VIP, hàng cực kỳ dày dặn. Và bây giờ quý vị đang xem chúng tôi quay tại cửa sở 1 của Thành Luân trên tầng 2. Chiếc tủ áo 3 bộ 4 cánh và ngoài ra hai chú còn ký nhận một chiếc kệ tivi nữa. Chúng tôi đang trong quá trình hoàn thiện. Thay mặt Thành Luân xin trân trọng cảm ơn hai chú đã về trực tiếp cơ sở để ký nhận hai bộ sản phẩm, một chiếc tủ áo 3 bộ 4 cánh gỗ gụ cộng với một chiếc kệ tivi. Thành Luân xin cảm ơn. Xin chào, hẹn gặp lại các khách trong những video clip sau.